Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo Nhận Design. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo cái chữ 3D kim loại ở trong Photoshop như ở trong hình đây nhé. Đó, để tạo được chữ này thì các bạn cần biết cách sử dụng cái tính năng 3D ở trong Photoshop nhé. Rồi, để làm được hình này thì đầu tiên mình có một cái background như thế này. Đó, mình sẽ mở cái background này lên nhé. Rồi, mình có background như này. Và tiếp theo là mình sẽ tạo chữ 3D ở trong khu vực này nhé. Đó, các bạn có thể thay bằng logo hoặc là một cái chữ nào đấy mà các bạn thích nhé. Đó, backdrop thì các bạn cũng có thể lựa chọn những cái hình làm sao cho đẹp và phù hợp với ảnh mình thích làm nhé. Rồi, đầu tiên thì các bạn tạo cho mình một chữ. Đó, ở đây là mình có chữ 3D luôn nhé. Rồi, các bạn nhấn Ctrl T để phóng to chữ này lên này. Đó, ở đây thì các bạn có thể lựa chọn cái phông chữ sao cho to và dễ nhìn nhé, dày một chút. Đó, mình sẽ đặt vào cái vị trí như này. Đây. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ đổ cho cái chữ này một cái màu xám đen một chút nhá. Đó, sau khi viết được chữ 3D như này rồi thì tiếp theo thì các bạn có thể sử dụng hai cách để mở cái 3D lên này. Đó, các bạn có thể kích đúp vào đây, kích đúp vào cái chữ các bạn vừa viết và chọn vào cái biểu tượng 3D ở trên này. Hoặc là ở đây các bạn có thể chọn vào cái layer 3D này. Và tiếp theo là các bạn vào phần 3D ở trên thanh này, các bạn chọn cho mình cái new 3D ở đây này. Đó, rồi ở đây các bạn chọn nâu cho mình. Đó, sau khi chọn thì cái giao diện làm việc 3D của mình đã được mở lên. Đó, ở đây thì các bạn bật cho mình cái bảng 3D này lên nhé. Nếu các bạn không thấy vào Windows này, đó, ở đây các bạn click vào 3D thì cái bảng này sẽ được mở lên nhé. Rồi, sau khi được như này thì tiếp theo thì các bạn cần điều chỉnh lại một chút cho mình. Đó, ở đây thì các bạn để ý mình có các công cụ ở trên này, các bạn có thể điều chỉnh cái vị trí của chữ này hay là các cái chiều xoay của chữ theo trục x y nhé. Đó, ở đây thì mình sẽ tạm thời tắt cái chữ 3D này đi, các bạn tắt cái hình mắt ở trên chỗ đây này. Đó, rồi mình chọn vào cái biểu tượng là camera này. Đó, ở đây thì các bạn có thể điều chỉnh lại cái vị trí của cái đường lưới đây. Đó, để sao cho cái chữ của mình nó phù hợp với lại cái bối cảnh của cái hình này nhé. Đó, ở đây mình để như thế này. Rồi, các bạn có thể bật cái chữ 3D lên để xem này. Đó, hoặc là các bạn cũng có thể xoay. Đó, xoay cái chữ này theo cái góc đổ bóng mà các bạn muốn nhé. Đó, ví dụ như các bạn muốn chữ mình xoay như thế này thì các bạn có thể xoay. Tuy nhiên để hợp với cái background này thì mình sẽ để chữ này mặc định luôn như này nhé. Mình chỉ điều chỉnh một chút cái phần lưới này thôi. Rồi, ok. Tiếp theo thì các bạn chọn cho mình cái layer 3D này. Ở đây cái phần Shaper Preset này, các bạn chọn cho mình cái 3D mà làm tròn cái phần mặt của chữ này nhé. Đó, đây có hai cái thì các bạn có thể sử dụng cái nào tùy các bạn muốn nhé. Đó, ở trong này cũng có thêm các cái preset để các bạn sử dụng thêm. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng cái bẻ cong cái bề mặt của cái chữ này như này nhé. Đó, rồi ở đây mình sẽ điều chỉnh cái màu chữ cho sáng chút để dễ nhìn này. Đó, ok. Tiếp theo thì các bạn sẽ chọn các layer này cho mình, các layer của chữ 3D nhé. Đó, các bạn nhấn giữ shift và chọn hết lại. Đây thì các bạn kéo cho mình cái thanh metallic này lên này. Đó, các bạn kéo mắt lên cho mình để tăng cái độ bóng cho cái chữ này nhé. Đó, nó sẽ bẻ cong như này. Rồi, sau khi được chữ như thế này rồi thì tiếp đến các bạn sẽ thay cho cái chữ 3D này với cái texture. Cái texture để nhìn cho thành cái chữ kim loại nhé. Đó, ở đây thì các bạn chọn cho mình cái đầu tiên này. Đó, ở đây cái phần IBL này thì các bạn sẽ điều chỉnh cái phần texture của cái chất liệu này. Đó, ví dụ như trong hình đây thì cái chất liệu này các bạn có thể vào edit texture này để các bạn xem. Đó, ở đây cái texture của cái bề mặt này nó đang là cái hình xám và có những cái ánh sáng như thế này nhé. Đó, ở đây mình sẽ tắt cái này đi. Rồi, ở đây thì các bạn kích vào biểu tượng này. Các bạn kích chuột phải vào đây, chọn cho mình cái new texture này. Đó, ok. Sau đó thì các bạn chuột phải tiếp cho mình và vào edit texture. Đó, để mình thay cái texture cho cái chất liệu. Rồi, đó, sau khi đấy các bạn quay lại cái file làm việc. Ở đây các bạn chọn cái layer background này, các bạn nhấn Ctrl A để tạo vùng chọn cả cái background này nhé. Các bạn nhấn con số C này.
đó, sau đó nhấn tắt chân D để bỏ vòng tròn. Rồi ở đây các bạn sang bên cái app đó, thích chờ thì các bạn paste vào đây đó, và các bạn vào email này, chọn cho mình cái video này nhé, để hiển thị cả cái hình như thế này đó. Sau đó các bạn nhấn cắt chọn nét để lưu lại. Rồi các bạn quay lại cái phần làm việc của mình để nó loát một chút, để cho nó cái chất liệu vào cái chữ này của mình đó. Như vậy là mình đã được cái chất liệu mới cho cái bề mặt chữ này đó, nhìn đã thấy cái chất liệu kim loại rồi. Tiếp theo thì các bạn chọn cho mình cái layer 3D này đó, ở bảng layer nhé. Rồi ở đây thì các bạn chọn layer 3D ở trong bảng 3D và các bạn kéo phần này lên cho mình. Đó, để tạo cái độ dày cho cái chữ này nhé. Rồi ở đây thì các bạn có thể điều chỉnh lại cái bề mặt của cái chất liệu này bằng cách là các bạn vào cái mục đầu tiên này. Đó, ở đây thì các bạn chọn cho mình công cụ phím tắt là V nhé. Đó, rồi ở đây thì các bạn có thể xoay cái khối cầu này để cho nó hiển thị cái bề mặt với chất liệu ở cái vị trí mà các bạn muốn nhé. Đó, như thế này. Đó, các bạn có thể click ra để xem này. Rồi tiếp theo thì các bạn có thể thay đổi cái ánh sáng của cái bề mặt chữ này bằng cách là kéo cái thanh color này. Đó, ví dụ các bạn kéo càng cao lên thì cái độ sáng của nó càng cao. Còn ngược lại ở đây thì các bạn có thể thay đổi cái độ sáng của cái nền này. Đấy, các bạn có thể chọn những cái màu tương đồng với lại cái background nhé. Đó, ở đây mình chọn một cái màu nhẹ như này. Đó. Đó, ở đây các bạn có thể giảm cái thanh color xuống để nhìn nó rõ. Đó, như vậy để cái bóng này của mình hiển thị đúng thì các bạn chọn cho mình vào cái biểu tượng mặt trời này. Đó, cái in filter line đấy. Rồi ở đây thì các bạn chọn cho mình vào công cụ tắt là V, và ở đây thì các bạn có thể xoay cái khối cầu này để tạo cho cái chữ này một cái ánh sáng nó đúng với cái hình nhá. Đó, ở đây mình để như thế này chẳng hạn. Rồi và mình tăng cái shadow này. Đó, kéo cái phần shadow này lên để cho nó có cái độ mờ và nó hợp hơn với cái hình này nhá, nó không rõ cái bóng quá ấy. Đó, ở trong này thì các bạn cũng có thể điều chỉnh lại những cái bề mặt bằng cách là tùy chỉnh những cái layer, ví dụ như cái phần bề mặt đây. Đó, thì các bạn tùy chỉnh lại các layer của cái chữ 3D này nhé. Và các bạn có thể tùy chỉnh thêm glow hay là highlight hay là opacity để cho cái chữ phù hợp với lại cái ảnh của các bạn. Rồi sau khi tạo được chữ như này rồi, đó thì các bạn có thể tạo bóng vùng chọn và các bạn nhấn vào cái biểu tượng này để cho cái hình của các bạn render ra nhé. Đó, máy nào các bạn mà yếu thì các bạn đợi một lúc thì nó sẽ render xong nhé. Đó, sau khi render xong thì các bạn sẽ được một cái kết quả chữ như này. Đó, với một cách đơn giản như vậy thì các bạn đã tạo được một cái chữ 3D kim loại ở trong Photoshop. Rồi các bạn có thể sử dụng cái cách này để tạo ra những cái chữ mà các bạn thích, hoặc là những cái biểu tượng ví dụ như logo hay là những cái chữ kim loại như các cái khu vực mà các bạn muốn thiết kế nhé. Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Nghiền Design ra thêm những video về Photoshop và Illustrator. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.